Phi Trần nghe thấy tiếng anh Tín nhé hả? Ừ, Tín nó đang xem live trên Discord mà Ngọc ơi muốn mua bộ à, em đọc rồi mà. Xuống đây này ngồi chơi. Lên này. Mà nó đéo lên được anh em ạ. Cái này là chết trôi luôn rồi, thấy gì mà. Ủa? Hồi nãy là bừng được 3 viên 9 mà. 3 viên 9 hả? 3 viên 9 mà. Vậy là hồi nãy tính ra nó có lỗ mấy hả? 3 viên 9. 3 viên 9 là 6 viên 8. 6 viên 8 là 12 viên 7. Vậy là lỗ, hồi nãy lỗ 3 viên. Mà lên phát là lời. Giờ mà lên phát là lời đúng không? 2 viên 10 với lại 2 viên 10 này lại được 1 viên 7. Mà lên. Lên. Em ơi, má tôi quắc đại ca luôn rồi. Tám à. Bẻ. Mười. Khánh bật lên đi. Hát thầy thế mà lại tắt đi à? Vâng. À giờ mới kiếm năm bậc thôi anh em ơi. Mới 7 trên 10 rồi. Số 7 trên 8. Đúng là mắc là 10 anh. Lên 10 anh không biết sao biết nữa. Tại năm lên 10. Let's go. Đủ. Đủ 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 đủ. Năm lên 11 chứ. Eo ảo thật đấy. Thôi thua rồi, hát rồi, hát rồi. Hát rút được rồi. Là được viên 7 rồi, gỡ lại được viên 7. Nốt mình lượt nha, được phép đi. Chị Ban, chị Ban đây, chị Ban tập thể đây. Anh em nào đang online, chị Ban tập thể là shop này. Chị Ban ở bên mấy cái...